Cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ 2 do báo Sức Khỏe và Đời Sống, Bộ Y tế tổ chức với sự đồng hành của Hub Life Việt Nam với mục đích lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần vào thành công chung của ngành y tế về truyền thông nâng cao nhận thức của người dân đối với rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Tại vòng 3 của chương trình, mỗi ứng viên sẽ nộp về ban tổ chức một video không quá 3 phút hướng dẫn người khác thực hành những phương pháp của mình cùng thông điệp truyền cảm hứng. Sau đây sẽ là những video truyền cảm hứng đặc sắc nhất của cuộc thi. Hành trình của một cô gái bị mất ngủ triền miên dẫn đến trầm cảm và muốn tự tử rất nhiều lần, không ai khác, đó chính là tôi. Có thể nhiều người chưa trải qua cảm giác mất ngủ, nhưng đối với tôi, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Mất ngủ kinh niên trong suốt thời gian 8 năm, rất nhiều lần tôi muốn tự tử. Cơ thể thì đau nhức tứ chi, khiến giật lên não, dẫn đến tê liệt nửa mặt và phải cấp cứu rất nhiều lần. Vâng, tôi rất may mắn đã vượt qua được nhờ áp dụng lối sống năng động, khoa học và lành mạnh. Và ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm này với các bạn. Trước tiên, bạn cần phân từng bước cụ thể như sau. Bước 1, bạn cần nắm rõ cấu trúc của cơ thể và lượng calo cần nạp trong một ngày thông qua việc cân quét các chỉ số. Bước 2, bạn nên hiểu rõ cấu trúc bữa ăn như sau. 40% là tinh bột, 30% chất đạm, 30% chất béo. Bước 3, lựa chọn thực phẩm. Hạn chế những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Bước 4, lựa chọn cách chế biến. Ưu tiên hấp và luộc, hạn chế những cách chế biến làm cho thực phẩm tăng chỉ số đường huyết như linh, hầm, nhừ. Bước 5, thưởng thức. Các bạn hãy thưởng thức bữa ăn với một tâm thái thật vui vẻ và thoải mái. Hãy nhớ rằng thức ăn trở thành chất độc hay chất bổ còn phụ thuộc rất lớn vào trạng thái tinh thần của bạn. Vâng, và để có một cơ thể khỏe và đẹp thì vận động cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Và tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những bí quyết luyện tập phù hợp với từng cá nhân. Bước 1, bạn hãy lựa chọn khung thời gian phù hợp với bạn để luyện tập như sáng hoặc chiều tối. Bước 2, bạn có thể lựa chọn bộ môn thể thao mà bạn yêu thích. Còn cá nhân tôi lựa chọn bộ môn yoga. Bước 3, bạn nên khởi động kỹ trước khi luyện tập để tránh bị chấn thương. Hãy tập hít thở đúng cách. Hãy để bụng rỗng khi tập hoặc có thể ăn nhẹ trước 2 tiếng. Bước 4, khi luyện tập, hãy lắng nghe cơ thể của bạn để điều chỉnh phương pháp luyện tập cho phù hợp. Vâng, thưa các bạn, hạnh phúc và sức khỏe đều rất quan trọng với mỗi con người. Đó không chỉ là đích đến, mà đó là một hành trình trong suốt cuộc đời của chúng ta. Tôi sẽ cùng các bạn xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và hạnh phúc, mà ở đó mỗi chúng ta khỏe và đẹp hơn mỗi ngày.